Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Minh Tân là một xã miền núi nghèo của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Người dân nơi đây tuy nghèo nhưng sống trọng nghĩa tình, hiếm khi xảy ra xô xát, cãi vã. Thế nhưng cuộc sống bình yên của người dân xã Minh Tân đã bị xáo trộn kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2010. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc xác một người thiếu nữ được phát hiện với nhiều vết thương tại vùng đầu và mặt. Vậy ai đã ra tay sát hại người con gái tội nghiệp này? Động cơ gây án của kẻ thủ ác là gì? Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng đồng hành với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng đi tìm lời giải cho vụ án nêu trên. Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2010, nghe tin con gái là Hoàng Thị Phượng về thăm gia đình, ông Hoàng Đình Hà vội vã trở về nhà. Về tới nơi nhìn quanh một lượt vẫn không thấy con đâu. Tưởng con lên đồi, ông Hòa chạy lên tìm thì bất ngờ nhìn thấy một vũng máu. Thấy vết máu, ông Hòa phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong căn bếp nhỏ, bỏ hoang, với nhiều thương tích ở đầu và mặt. Quá hoảng sợ, ông báo với chính quyền địa phương. Khi vào tới ngõ của nhà nạn nhân thì chúng tôi thấy ở sân rất nhiều vết máu. Thế từ vết máu đó là chúng tôi theo cái vết máu chúng tôi đi ngược lên trên đằng sau ra nhà của nạn nhân. Thế và từ đấy thì thấy có một vũng máu nằm ở cái rãnh nước ở trên rìa núi. Thế từ rãnh nước đấy thì chúng tôi lại nhìn xuống thì thấy có một vết trượt qua bờ rào. Thế thì và lại có cả một cái dây buộc tóc của phụ nữ rơi văng ra ngoài. Thế từ đó chúng tôi đi xuống phía dưới vào nhà của một ông tên là Đỗ Đức Ân, nhà bỏ hoang, nhà bếp. Thế chúng tôi vào đến nơi thì thấy có một nạn nhân đang ngồi trong góc nhà. Khi ngồi trong góc nhà rồi thì xác định đây là nạn nhân là Hoàng Thị Phượng vì được tin báo. Thế chúng tôi có mở cái áo ra thì thấy cháu Phượng đã tử vong. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an xã Bình Tân đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố và các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hiện trường vụ án là căn bếp bỏ hoang của gia đình anh Đỗ Đức Ân tại xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân chết trong tư thế dựa lưng vào tường. Xung quanh nạn nhân là nhiều vũng máu. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu và gửi đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để truy nguyên nguồn gốc. Quá trình khám nghiệm và mổ tử thi cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu với hộp sọ dẫn đến tử vong. Căn cứ vào dấu vết thương tích trên tử thi thì có đánh giá là cái này phải là một cái vật tày cứng. Thế nhưng mà nó lại không có cạnh. Bởi vì các dấu vết thì nó vỡ và giật. Nhưng mà cái tổ chức cơ ở bên dưới nó không đứt hẳn. Nếu như mà chẳng hạn như cầm một cái gậy mà nó có các cái cạnh vuông các thứ đấy, thì nó sẽ đứt hẳn ở trên này. Hai là cái nền sọ của nó thì lún nứt theo cái dạng là bị ép, chứ không ở cái dạng là có cái vết bổ, vết chém của cái vật cứng nhưng mà nó lại cùn. Thế chúng tôi nhận định là khả năng là một cái vật gì đó nó vật tày nhưng mà nó phải tròn và nó không có nhiều cái cạnh. Thế còn cái đánh của cô này thì vùng đầu là chính mà từ phía sau. Từ phía sau hướng lên trên. Thế thì mới nhận định là khả năng là cô này có khi là đối tượng cũng có biết và cũng có đi đứng phía sau gì đó, sau đó mới đột xuất ra đánh. Qua điều tra sơ bộ được biết nạn nhân Hoàng Thị Phượng là nhân viên tại làng quốc tế Hướng Dương, đóng tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Vì làm việc xa nhà nên chị Phượng thuê trọ ở thành phố, thi thoảng mới về thăm gia đình. Người nhà nạn nhân cho biết mỗi lần về thăm gia đình, chị thường sử dụng phương tiện là chiếc xe máy biển kiểm soát 16P19647. Ngoài ra nạn nhân còn sở hữu một điện thoại di động. Tuy nhiên toàn bộ xe máy, điện thoại và tư trang của nạn nhân đều không có tại hiện trường.
tôi nhận định là cái hướng nhiều khả năng là cướp tài sản, vì chị Phượng có một chiếc xe máy, nạn nhân bị đánh, bị kéo với khoảng lên đồi, nạn nhân bị kéo lên đồi mà kéo lại không phải kéo bằng chân, mà nhận định chúng ta xác định là các vết chảy xước ở chân là xác định là kéo, là kéo xuôi, tức là kéo phía đầu đi trước, cái kéo đầu đi trước mà lên đồi cao cái độ dốc như thế thì là phải là thanh niên, chúng ta phải nhận định xác định là thanh niên. Thống nhất cao quan điểm đây là vụ án giết người cướp tài sản, đối tượng có quen biết với nạn nhân và sinh sống gần khu vực hiện trường. Công an thành phố Hải Phòng đã lập ban chuyên án với sự tham gia gần 100 cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí phó giám đốc, đồng thời là trưởng ban chuyên án. Mũi trinh sát thứ nhất nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án bao gồm chiếc xe máy, điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Mũi trinh sát thứ hai phối hợp với công an huyện Thủy Nguyên tiến hành rà soát khoanh vùng những đối tượng cộng cán trong vùng. Mũi trinh sát thứ ba tiếp cận những hộ dân sinh sống quanh khu vực hiện trường để tìm nhân chứng cho vụ án. Các mũi trinh sát còn lại được bố trí đến nhà, nơi làm việc, nơi thuê trọ của chị Phượng để tìm các mối quan hệ cũng như thời gian biểu của nạn nhân. Đêm 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 5. Bởi vì đó là thời điểm buổi trưa và nhân dân ở cái khu vực đó thì chủ yếu là họ đi làm các cái ngành nghề dịch vụ để không có mặt tại gia đình. Thế gần như là các hộ gia đình là đóng cửa, không có người ở nhà. Thế nên là cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tố giác tội phạm là một đặt ra là hết sức phức tạp và khó khăn cho lực lượng chức năng nghiệp vụ. Cơ quan điều tra đã tiếp xúc với một gia đình sát vách nhà nạn nhân thì người này cho biết sáng sớm ngày 25 tháng 5 bà và con trai đều rời nhà đi làm nên không biết về vụ việc. Đến trưa về nhà ăn cơm thì mới nghe tin. Tuy nhiên, người con trai của bà này cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin có liên quan đến vụ án, đó là nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Quy ở thôn kế bên. Anh này cũng bày tỏ quan điểm, hung thủ cũng phải từ nơi khác đến, chứ người dân trong thôn sống rất tình nghĩa, vì thế không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Dựa vào thông tin của hàng xóm nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra đã mời anh BDQ đến làm việc. Anh Quy cho biết, sáng sớm ngày 25 tháng 5, chị Phượng có điện thoại cho biết sẽ về nhà. Nhưng hôm đó Quy có ca trực ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng nên không gặp được bạn gái. Đến đầu giờ chiều cùng ngày thì Quy nhận được tin dữ. Đại diện nhà máy nhiệt điện Hải Phòng sau đó cũng xác nhận với cơ quan điều tra về thời gian biểu của Quy trong sáng ngày 25 tháng 5. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận, mẫu máu thu giữ được tại hiện trường là máu của chị Hoàng Thị Phượng. Việc này đồng nghĩa với việc hung thủ không để lại dấu vết tại hiện trường và kẻ sát nhân vẫn là một ẩn số đối với cơ quan điều tra. Không chùn bước, ban chuyên án tập trung lực lượng rà soát hàng loạt nam thanh niên độ tuổi từ 18 đến 40 sinh sống quanh khu vực hiện trường vụ án và trong toàn xã Minh Tân. Chúng tôi xác định và tập trung vào các đối tượng thanh niên, phối hợp cùng với công an xã Minh Tân, công an huyện, yêu cầu tổng rà soát một loạt các đối tượng từ với bán kính bắt đầu từ xung quanh khu vực hiện trường cho đến mở rộng toàn bộ khu vực xã Minh Tân, có khoảng 16 đối tượng có độ tuổi từ 18 cho đến 40. Tất cả các đối tượng có mặt ở khu vực với trong xã Minh Tân độ tuổi đó đều được triệu tập lên xã, và những đối tượng không có mặt ở địa phương thì đều được xác minh nóng. Chúng tôi sẽ xác minh qua đường điện thoại, qua những thông tin của gia đình để liên hệ với các đối tượng và loại dần. Mũi trinh sát nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay nhau tiếp cận các cửa hàng cầm đồ mua bán xe máy hay điện thoại cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nhiều giờ trôi qua, trí và lực của các đồng chí trong ban chuyên án đã bỏ xa không ít, song danh tính của kẻ thù ác vẫn chìm.
Tiếp tục đẩy mạnh truy tìm các vật chứng liên quan vụ án, các trinh sát đã tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân tại một cửa hàng mua bán xe máy cũ tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chủ cửa hàng khai đã mua chiếc xe này với giá 12 triệu đồng từ một thanh niên có dáng người gầy ốm, da ngăm đen, nói giọng Thủy Nguyên. Cùng ngày, các trinh sát tiếp tục tìm ra chiếc điện thoại của nạn nhân tại một cửa hàng điện thoại tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, cũng giống chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ ở Phục Lễ, chủ cửa hàng cũng không có nhiều thông tin về người thanh niên đã xuất hiện tại cửa hàng của họ trong chiều ngày 25 tháng 5 năm 2010. Việc tìm thấy các vật chứng của vụ án giúp cơ quan điều tra nhận định đối tượng số 1 của vụ án nhiều khả năng là người thanh niên đã xuất hiện tại những địa điểm trên. Ban chuyên án đã tìm kiếm và xác minh những nam thanh niên có hình dáng giống như miêu tả của các nhân chứng. Kết thúc quá trình thẩm vấn, hàng chục đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã rút ngắn danh sách xuống còn 3 người, trong đó có một người làm nghề sửa chữa xe máy, sinh sống gần hiện trường vụ án và có quen biết với gia đình nạn nhân. Đây chính là người thanh niên mà cơ quan điều tra đã tiếp xúc ngay khi vụ án được phát hiện, và cũng chính anh ta cung cấp thông tin về mối quan hệ, tình cảm của nạn nhân. Theo tài liệu trinh sát thì thời gian gần đây, anh này thường xuyên đánh bạc tại một sới bạc lớn trên địa bàn Thủy Nguyên và thua tới hàng chục triệu đồng. Các điều tra viên thận trọng tiến hành xác minh mọi di biến động người thanh niên kể trên, trước, trong và sau thời gian xảy ra án mạng. Những người dân sinh sống quanh tiệm sửa chữa xe máy của anh này tại xóm Lê Lợi, xã Minh Tân cho cơ quan điều tra biết sáng ngày 25 tháng 5 có thấy anh này ra mở cửa hàng đến 8 giờ lại sập cửa đi đâu không rõ. Khoảng hơn 1 giờ sau quay lại cửa hàng và đem đốt một số vật dụng trước cửa tiệm. Chiều cùng ngày không thấy cửa tiệm mở, những ngày tiếp theo cửa tiệm tiếp tục đóng, mở cửa rất thất thường. Lần đầu mà đưa đối tượng Phú vào diện nghi vấn để mà gọi hỏi để đấu tranh thì đối tượng Phú rất là bình tĩnh, không có một cái biểu hiện gì tỏ ra run sợ hay là lo lắng cả. Đối tượng thể hiện là rất bình tĩnh và thể hiện mình là người vô can. Và sau khi chúng tôi làm việc xong thì đối tượng Phú còn xin phép bảo các anh đã làm xong chưa để em còn về em phục vụ đám ma. Đấy, thế nhưng mà vì còn những cái biểu hiện khác nên là chúng tôi vẫn đặt đối tượng Phú vào cái diện nghi vấn và vẫn phải theo dõi giám sát các cái biểu hiện khi quá trình đối tượng ở đám ma, và cũng tránh trường hợp là đối tượng sau khi về có thay đổi tư tưởng, ý định đối tượng bỏ trốn thì sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra và công tác truy bắt. Song song với việc theo dõi từng di biến động của đối tượng, cơ quan điều tra đã cung cấp ảnh của đối tượng để các nhân chứng gồm chủ cửa hàng mua bán xe máy, điện thoại nhận diện. Thì cả hai đều cho biết người thanh niên đã bán xe máy và điện thoại cho họ có nhiều điểm tương đồng với người trong ảnh. Cũng được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân và của tất cả các cái cơ quan, sự phối hợp của viện kiểm sát rồi là các cái phòng ban của công an thành phố, thì sau khi đã đủ căn cứ thì đề xuất để ra lệnh bắt đối tượng Phú để về đấu tranh. Lệnh kiểm tra hành chính được kiểm tra diễn ra cùng lúc tại gia đình Phú và cửa hàng xe máy. Sau quá trình tìm kiếm cẩn trọng, cơ quan điều tra thu giữ được một sim điện thoại ở tiệm sửa chữa xe máy. Tại nhà Phú, các điều tra viên thu giữ được một chiếc áo có dấu vết nghi là máu. Chiếc áo này đã được chuyển giao cho bộ phận khoa học hình sự để truy nguyên nguồn gốc vết tích máu. Trinh sát cho cái sim này nên vào máy mình kiểm tra thì chính là sim điện thoại của chị Phượng. Mà sim điện thoại chị Phượng mà xuất hiện tại cái quán sửa xe máy của Phú thì Phú không thể nào giải thích được. Mà cái sim điện thoại nó không phải nằm ở cái cửa sổ đấy, nó không phải được, tức là nó không phải phía ngoài mặt đường mà cái phía đấy nó quay vào trong một cái khu vườn của đầu hồi nhà, thế là Phú không giải thích được. Chính những cái tài liệu chúng tôi liên tục xác định như thế thì Phú đã phải không có con đường nào khác là phải cúi đầu nhận tội. Phú khai nhận đã giúp sức cho anh họ
là Chiến, sinh năm 1986, cùng thôn sát hại chị Phượng để cướp xe máy và tư trang của nạn nhân đem bán lấy tiền tiêu. Phú khai thêm, Phú chỉ ra tay đập gục chị Phượng, còn Chiến mới là người đánh chết nạn nhân, sau đó mang xác nạn nhân đi giấu. Trước tình tiết mới, cơ quan điều tra tiến hành xác minh thanh niên có tên Chiến thì được biết. Chiến vốn bị bệnh động kinh từ nhỏ, đầu óc không được tỉnh táo như người thường. Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, thì Phú nằng nặc xin được nhận hết tội miễn là cơ quan công an tha tội cho anh họ của hắn. Được triệu tập lấy lời khai, Chiến lắc đầu ngoài nguậy, một mực khẳng định không biết, không giết ai khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn. Với quyết tâm không để lọt tội phạm nhưng cũng không để người vô tội bị hàm oan, cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng thận trọng tiến hành xác minh thời gian biểu của Chiến trong sáng ngày 25 tháng 5 năm 2010, đồng thời lấy lời khai của người thân và người dân đã tiếp xúc với Chiến trong ngày hôm đó. Bố mẹ là khẳng định là Chiến ở nhà, chơi ở nhà, và gia đình đã khẳng định và hàng xóm có nhìn thấy là Chiến vẫn chơi ở nhà, cho đến khi gia đình gặp được cái thông tin, lấy được nhận được cái thông tin là của mẹ của Phú là thông báo ở nhà ở xóm là xảy ra cái trường hợp đấy, thì gia đình mới lên xem. Thế nên là cũng chúng tôi đã loại trừ được cái hướng về Chiến. Qua cái tài liệu điều tra xác minh, căn cứ vào cái lời khai và cái chứng cứ ngoại phạm của người anh họ của Phú, quay lại đấu tranh lại với Phú thì Phú buộc phải thừa nhận là cái việc đấy là Phú đã khai báo gian dối về cái việc có đồng phạm. Vào lúc mà Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã phát hiện dấu vết máu trong chiếc áo phông, phát hiện là máu người và là máu của nạn nhân Phượng. Một lần nữa, Phú không thể lý giải máu của nạn nhân lại dính trên áo của mình. Cuối cùng hắn phải cúi đầu thừa nhận là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị Phượng. Do ham hố cờ bạc, Phú nợ như chúa trộm, liên tục bị các chủ nợ đòi tiền. 8 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2010, Phú nhìn thấy chị Phượng đang điều khiển xe máy về nhà. Lập tức Phú nảy sinh ý định giết chị Phượng để chiếm đoạt chiếc xe. Hắn vờ sang nhà chị Phượng nói chuyện hỏi han để quan sát xem còn ai ở nhà nữa không. Thấy chỉ có một mình chị Phượng, Phú quyết định ra tay. Lợi dụng lúc chị Phượng sơ hở, Phú cầm ống tiếp sắt đập vào đầu khiến Phượng ngã gục. Thấy Phượng nằm im, Phú túm cổ áo lôi ngược nạn nhân lên đồi. Tại đây, thấy Phượng còn sống, Phú cầm tuyết sắt đập cho Phượng chết hẳn, rồi lấy đi điện thoại của nạn nhân. Sau khi giấu xác nạn nhân vào bên căn bếp bỏ hoang của nhà cây bên, Phú quay lại nhà nạn nhân, lấy đi chiếc xe máy cùng toàn bộ tư trang của chị Phượng. Hắn tháo sim từ chiếc điện thoại của nạn nhân, sau đó lục ví nạn nhân lấy đi 230.000 đồng còn lại. Toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân hắn đem đốt. Cùng ngày, Phú đem bán điện thoại và xe máy của nạn nhân, tổng cộng được 12.600.000 đồng. Khi xác chị Phượng được phát hiện, Phú vẫn mò ra hiện trường nghe ngóng tình hình, xuống vào đòi xem khám nghiệm tử thi, lăng xăng giúp gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân. Thế về vấn đề này thì ngay từ khi là Phú thực hiện hành vi là giết chị Phượng và lấy tài sản thì Phú đã biết rằng là có khả năng là cái khung hình phạt của mình rất là nặng nếu như bị cơ quan điều tra hoặc là các cơ quan pháp luật phát hiện. Thì Phú đã nghĩ đến một cái người là người em, thì sau này tại cơ quan điều tra thì Phú cũng đã tâm sự hoặc đã khai báo ở phần này, nhưng là vì nghĩ rằng là để đổ tội cho Chiến là người thực hiện hành vi và Phú chỉ với vai trò là giúp sức,
thì với vai trò giúp sức thì Phú sẽ định hướng được rằng là khung hình phạt đối với mình nó sẽ nhẹ đi hơn nhiều so với người trực tiếp vừa thủ ác vừa là chủ mưu. Thế nên là Phú đã đổ cho Chiến và biết rằng là Chiến là người không bình thường. Trong quá trình công tác thì chúng tôi cũng đã va vào rất nhiều đối tượng gây ra các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cũng là giết người và giết cướp tài sản. Thế nhưng Phú là một trong những đối tượng rất là lạnh lùng. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra cảnh sát Hải Phòng đã có đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phú về các tội giết người, cướp tài sản quy định tại điều 93 và 133 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong những tháng ngày trời thi hành, Phú không đêm nào có thể chợp mắt vì nỗi ám ảnh tội lỗi. Những tử tù trong khu biệt giam đặt cho Phú biệt danh tử tù sợ bóng tối, bởi hễ màn đêm buông xuống là hắn lại gào khóc thảm thiết. Thế mới thấy tội ác không chỉ trả giá bằng bản án của luật pháp mà lương tâm của kẻ phạm tội cũng sẽ bị giày vò từng phút, từng giây cho đến khi phải lìa xa sự sống. Đầu tháng 7 năm 2015, một án mạng xảy ra trong đêm tối đã làm rúng động miền quê nghèo thuộc xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tin rằng cơ quan điều tra không thể tìm ra mình, nên sau khi gây án, đối tượng vẫn đến đám tang của nạn nhân chia buồn và giúp đỡ gia đình. Nhưng tất cả các chứng cứ đều chống lại hắn. Chỉ sau một thời gian ngắn, đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Sau đây là nội dung vụ án, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Bà Nguyễn Thị Bé, trú tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, sống với cậu con trai duy nhất là Nguyễn Ánh Ngọc, sinh năm 1992. Gia đình bà đang xây nhà, ngôi nhà khá to so với hàng xóm. Vụ án xảy ra bất ngờ, khiến nhiều người bàng hoàng lo sợ. Dư luận hết sức hoang mang trước sự liều lĩnh và manh động của hung thủ. Đến 2 giờ đêm thì tôi thấy nghe tiếng cứu tôi với. Câu đầu tiên, câu thứ hai thì làng nước ơi cứu tôi với, thì tôi cũng dậy thôi thì xuống mở cổng thì tôi cũng chạy xuống luôn thì thấy là thấy bà mở cửa sự việc như thế thì tôi về mới gọi chồng vào nhà bà ấy, anh bị thế nào rồi anh điện cho trưởng thôn. Thấy bà ấy kêu hai câu cứu với thì tôi mới tỉnh dậy, thì hóa ra là bà ấy kêu lâu rồi nhưng mà tôi không biết. Chỉ bà Tư thì bà ấy gọi hai cái thằng này nhưng nó ngủ mê, nó không dậy được. Nó nghĩ thì tôi dậy được thì các cháu nó không dậy, thì thằng con tôi với thằng bé cháu thì chạy xuống luôn. Thì xuống thì bà cứ mồm khóc ôm con đi, cứ đã thế này rồi, máu hàng đống đây rồi. Thì tôi bảo các cháu nó một đứa đi gọi xe cấp cứu, với một đứa đi gọi công an vào. Đêm hôm nữa thì tôi cũng không kịp để ý lắm đâu. Và tôi chỉ biết là tôi cảm thấy người nó như thế thì người cùng làng thì tôi cũng chỉ là rất là đưa lên xe để đi cấp cứu thôi. Người đau đớn nhất chính là bà Nguyễn Thị Bé, mẹ của nạn nhân. Vì em Ngọc rất ngoan ngoãn, có hiếu, em cũng giành được rất nhiều tình cảm của những người cùng thôn.
Cho đến giờ bà bé vẫn chưa nguôi được nỗi đau ra đi đột ngột của con trai mình. Tôi nghe thấy tiếng ới ở trên nhà trên và lại nghe tiếng đập ở vào một cái ống tre, thì tôi vội vàng ở dưới này tôi vắt cái màn chưa ra khỏi đầu thì hai thằng nó đã xuống đến đầu giường. Xuống đến đầu giường thì tôi ôm thằng Ngọc nuôi ra, nhưng mà hai thằng nó khóa nhau chặt lắm, không nuôi được ra, thì tôi nhanh tay tôi nột cái áo, thế là nó mới trượt vào đầu. Thì nó mới vung con dao ra. Cái lúc xuống thì coi như là anh ta chém vào đầu, nhưng mà tôi né được thì đúng vào vai đấy. Xong là đến lúc tôi nắm được cái áo, tôi nột cái áo ngược lên như thế này thì có mới đập rơi con dao xuống. Thế là anh ấy mới bỏ chạy. Hiện trường hết sức ngổn ngang và thương tâm. Sự việc lại xảy ra trong đêm tối. Tính chất của vụ án hết sức nghiêm trọng nên lực lượng công an xã đã báo ngay cơ quan điều tra công an tỉnh và các cơ quan chức năng, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ hiện trường. Sau khi mà nhận được tin báo của công an Yên Sơn, thì tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn xảy ra một cái vụ án mạng. Lúc này thì nạn nhân, cả hai nạn nhân là bà bé thế và cháu Ngọc thì đã đưa xuống bệnh viện để cấp cứu. Thế ở hiện trường lúc này thì các đồng chí công an phụ trách xã và dân quân thì công an viên đang bảo vệ hiện trường. Thế sau khi nhận được cái tin báo thì tôi báo cáo thủ trưởng cơ quan điều tra, đồng thời là tập hợp lực lượng các đồng chí điều tra viên, trinh sát viên, những đồng chí có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về các cái vụ án mạng, khẩn trương lên đường và lên hiện trường. Sau khi mà lên đến hiện trường rồi thì nghe các đồng chí báo cáo lại là nạn nhân thì đang ở dưới bệnh viện, thế còn hiện trường thì chỉ để lại được bảo vệ. Hiện trường xảy ra được bảo vệ nghiêm ngặt. Thế và chúng tôi phối hợp các lực lượng là tiến hành khám nghiệm. Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, trưởng ban chuyên án đã có cuộc hội ý chớp nhoáng để tiến hành công tác điều tra ban đầu, kịp thời thu thập thông tin, củng cố chứng cứ. Hiện trường để lại nhiều vết máu, đặc biệt cơ quan điều tra tìm thấy một con dao có dấu vết máu. Mẫu máu trên con dao được cơ quan điều tra gửi đến Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an để giám định. Ngay trong lúc lực lượng khám nghiệm hiện trường đang khẩn trương làm công tác hiện trường, cơ quan điều tra nhận được tin báo em Nguyễn Ánh Ngọc đã tử vong. Bà bé vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Con dao mà lại để lại hiện trường như thế, chúng tôi đánh giá là con dao này không phải là con dao của những người ở ngoài thành phố, bởi con dao là con dao chuyên dùng cho những người ở trong những cái vùng nông thôn, mà đặc biệt cái vùng đồng bào dân tộc người ta hay đi nương, đi núi. Con dao có thể là vừa chặt tre, chặt gỗ, nhưng cũng có thể là lại chọc cả được tiết lợn. Cho nên là xác định là cái khoanh cái diện nó phải. Thì qua cái công tác khám nghiệm hiện trường, chúng tôi khẳng định luôn cái con dao để lại hiện trường chính là cái hung khí để sát hại cái anh Ngọc và hung khí để gây thương tích cho bà bé. Tại bản kết luận giám định pháp y,
của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, thì nguyên nhân gây tử vong của em Nguyễn Ánh Ngọc là do suy hô hấp cấp do vết thương gây rách mặt trước thực quản, chảy máu lấp tắc lòng khí quản. Bản kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thì dấu vết máu dính trên con dao bỏ lại hiện trường là của nạn nhân Nguyễn Ánh Ngọc. Đánh giá về cái động cơ mục đích để của đối tượng gây ra cái vụ án này thì sau khi mà khám nghiệm xong chúng tôi có hội ý thì cũng đặt ra một số cái phương hướng. Thứ nhất là có thể là giết người do cái thù tức trả thù lẫn nhau. Thế rồi là một số ông chí cũng đặt ra vấn đề là cái vụ này có, vụ án này có thể giết người do yêu đương, mâu thuẫn trong tình ái. Thế nhưng mà một cái hướng nữa là giết người do cướp của, cướp tài sản. Phía sau nhà của bà Nguyễn Thị Bé là khe nước và đồng ruộng. Một bên là những quả đồi trồng chuối của đồng bào dân tộc. Địa thế khá hiểm trở, cho thấy đối tượng thuộc địa hình, địa chất và có tính toán trước khi gây án. Đặc điểm, các trinh sát đã tìm được đường chạy của đối tượng. Có các dấu vết trượt cũng như cỏ cây bị xô khi mà đối tượng bỏ chạy. Đội trọng án khẩn trương hội ý. Sơ đồ hiện trường được dựng lại để phục vụ công tác điều tra. Các trinh sát cũng như các điều tra viên đã có những nhận định về đối tượng gây án thông qua hồ sơ hiện trường. Rất nhanh chóng, các tổ trinh sát được chia nhỏ để tiến hành công tác điều tra ban đầu. Nhân thân và các mối quan hệ của bị hại được xác minh. Đồng thời, các thanh niên trong vùng, đặc biệt các đối tượng có tiền án, tiền sự cũng được đưa vào diện sàng lọc. Trong lúc các tổ trinh sát đang tiến hành điều tra, thì cũng là lúc bà Bé đã hồi phục. Và có thể kể lại những gì mà bà đã chứng kiến trong đêm xảy ra vụ việc. Đối tượng mặc áo hoa chống nắng của phụ nữ, một quần vải trẻ con để bịt mặt, khăn vuông để cuốn đầu và một con dao dài chừng 30cm. Nguyễn Ánh Ngọc đang nằm ngủ trên chiếc chiếu trải ở giữa nhà. Đối tượng cầm dao đâm vào cổ Ngọc, nhưng Ngọc vùng dậy chạy ra ngoài hiên. Đối tượng đuổi theo đâm vào đầu và vai anh Ngọc. Bà Bé tỉnh dậy và túm được áo đối tượng. Đối tượng tiếp tục chém vào sườn và vai của bà Bé rồi bỏ chạy. Theo như nhận định của bà Bé thì đối tượng là nam giới, khỏe mạnh. Hắn mặc áo chống nắng bịt mặt để giả gái. Thế ở đây cái đánh giá về cái giết người và cướp tài sản là nó cao hơn bởi vì gì? Đối tượng đến một cái hiện trường nhà không có cửa, nhưng cái đối tượng đến là đâm nạn nhân một nhát vào đúng cái vị trí vào cổ, mà có thể nói là muốn cho hạ gục nạn nhân ngay. Cái ấy nó gắn liền với cái là cướp nhiều hơn. Song song với việc tìm hiểu những mối quan hệ quen biết của nạn nhân và gia đình nạn nhân, các trinh sát chưa thấy nổi lên mâu thuẫn nào có thể dẫn đến vụ việc. Các điều tra viên và trinh sát viên đã đến từng hộ gia đình,
để nhận diện con dao. Ai đi qua đây cầm dao? Cái xác định để truy tìm con dao này là của ai là vấn đề cực kỳ khó khăn. Vì nhà nào cũng có con dao nó đại ý là nó la lá như thế. Và khi ở đấy thì khi mà có công có việc ấy, thường là mọi người sẽ mang dao sang nhà giúp. Cái kết quả mà rà soát xem là cái đặc điểm của con dao này nó xuất phát từ đâu thì phải mất đến một mấy ngày thứ hai mới xác định được. Sau khi xác minh hơn 300 gia đình gần nhà nạn nhân nhưng không có kết quả, các trinh sát đã đến nhà một người bán dao ở chợ huyện với mong muốn có thông tin về loại dao này. Kết quả làm việc thì ông này cũng khẳng định là con dao này là đúng là ông do từ ông ấy bán ra. Thế nhưng mà ông lại chuyên đi bán ở các cái chợ phiên ở các vùng cao. Cho nên ông không thể xác định được là mình đã bán cho ai. Chỉ mà cái số người sử dụng con dao thì nó cũng nhiều. Cho nên là để xác định được nó từ cái hung khí này mà xác định là nó là của ai thì cũng là một vấn đề hết sức khó khăn. Không quản ngại khó khăn, với tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm, các điều tra viên vẫn cần mẫn đến từng hộ gia đình để xác minh hung khí. Cho đến khi đến gia đình 302, thì gia đình nói dao đã bị mất. Như vậy, sâu chuỗi tung tích của con dao bỏ lại hiện trường và dấu vết máu để lại trên dao cho đến việc có một thanh niên có biểu hiện bất thường tại đám tang của nạn nhân. Cùng với việc thu thập củng cố tài liệu chứng cứ thì diện đối tượng đã được cơ quan điều tra xác định. Phương án vây bắt được ban chuyên án triển khai. Sau những giờ căng mình phá án với những khó khăn không nhỏ, những vất vả và áp lực bởi dư luận, đối tượng gây án đã phải cúi đầu nhận tội. Đi vào nhà Ngọc, đi từ từ lên, thì em cũng loanh quanh đằng sau suốt mãi. Xong là em đi quyết định đi lên là em qua đến gần đến hiên là em ghé đầu vào cái tường ấy, thì em ghé nhìn thấy Ngọc nằm giữa nhà. Đầu thì trách về phía cầu thang. Điện sáng, Ngọc nằm dưới quạt trần quay, đang quay. Thì em đứng một lúc độ vài giây gì đấy, thì em mới quyết định vào giết Ngọc để lục lấy tiền. Từ cái kết quả điều tra vụ án cũng như là kết quả đấu tranh chuyên án thì chúng tôi đã rút ra những cái bài học kinh nghiệm lớn, nhưng cái quan trọng nhất là tìm ra cái nguyên nhân điều kiện phạm tội của đối tượng, mà từ đó là có những cái tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để làm tốt cái công tác phòng ngừa. Thế từ đó mà lại có những cái giải kiến nghị của chính quyền địa phương, có những giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các đoàn thể ở địa phương cũng như là đoàn thể cấp trên để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để phục vụ cái công tác phòng nhằm nâng cao cái nhận thức pháp luật trong quần chúng nhân dân để phục vụ công tác phòng ngừa chung. Tại cuộc
thực nghiệm điều tra, hung thủ đã thực hiện lại hành vi gây án hết sức dã man, mất tính người của mình trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Mặc dù sống ở vùng quê nghèo, nhưng Phương Văn Luân, sinh năm 1985 ở thôn Tân Minh, xã Kiên Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, là người lao động lại nợ nần nhiều người trong xã. Thấy gia đình và Nguyễn Thị Bé ở cùng thôn đang xây nhà, nghĩ rằng bà Bé có tiền nên Phương đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Bé để lấy trộm thì bị em Nguyễn Ánh Ngọc tỉnh giấc. Phương Văn Luân đã ra tay sát hại em Ngọc và chém bà Bé làm mẹ của em Ngọc bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa xét xử vụ án sơ thẩm đối với Phương Văn Luân với hành vi giết người, mức án chung thân. Chắc chắn với hành vi đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo gây ra cho gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Phương Văn Luân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự do lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra để thấy được sự nghiêm minh của pháp luật. Với gia đình bị hại thì họ cũng chân tình xin lỗi và mong muốn là lời xin lỗi của mình thì bù đắp được nỗi mất đau thương mất mát của người bị hại. Mong người bị hại tha thứ cho cháu thì cháu cũng sẽ cố gắng ăn năn hối cải trở thành người có ích cho xã hội, trong gia đình và bản thân. Đối với gia đình cháu thì xin bố mẹ với anh chị em gia đình anh tha lỗi cho cháu thì rồi cháu sẽ ở đây yên tâm để cháu yên tâm cải tạo. Chúc bố mẹ sức ở nhà sức khỏe, giữ gìn cố gắng giữ gìn sức khỏe và vợ con luôn mạnh khỏe. Có thành công của những cái công tác điều tra khám phá là thì mình cái việc đầu tiên thì nói là cái sự chỉ đạo sáng suốt của lãnh đạo các cấp, thứ hai là cái tinh thần nỗ lực chiến đấu quên mình của các cán bộ chiến sĩ tham gia, và cái thứ ba là cái sự phối kết hợp chặt chẽ thống nhất một cách mà rất là toàn diện giữa các cái lực lượng tham gia từ cấp phòng đến cấp huyện cũng như là tại địa phương. Cái phần không nhỏ nữa là cái sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Tổng hợp các cái yếu tố trên đã đem đến cái thắng lợi của cái quá trình điều tra vụ án. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm và phá án nhanh chóng, cùng với sự dày dặn kinh nghiệm, tinh thông về nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong công tác điều tra, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ án, các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Tuyên Quang, công an huyện Yên Sơn và sự phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đã đưa đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật.
Chương trình Hành Trình Phá Án của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn ở những chương trình sau trên kênh ANTV. Các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web www.antv.gov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.